Khi mà Hà liên lạc với Phúc Trường đầu tiên ấy, Hà có hỏi là mày có nghe bài hát này không và mày có đạp hay không, thì Phúc Trường nói rằng là em không nghe. Rồi bảo thì có nghe ở đâu không để mà na ná, để còn trong lúc mơ lúc lúc tỉnh sáng tác thì cảm thấy rằng là có ra bên những giai điệu mà nó giống như thế. Thì bản thân Hà khi mà nghe Hà cũng thấy là giống đó, thì cũng hỏi Phúc Trường thì Phúc Trường bảo là hoàn toàn là không nghe. Thì đấy là cái lỗi mà của Phúc Trường và lỗi của Hà là không nghe đó, chứ còn bây giờ mà nói bảo là không giống là không đúng đó. Thì như là bản thân ekip của Hà đã làm nhạc hoàn toàn khác, và như mọi người cũng đã nghe cái bản ba cái bài mà Hà đưa lên, mọi người vừa nghe, thì cái bây giờ Hà mới thấy rằng là cái câu intro, cái câu giọng nhạc đầu tiên và cái câu một câu điệp khúc của cái bài Day by Day là giống y chang, là giống 80% cái bài cái câu hát đầu tiên của mình, đó là ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm đó, chứ không có dần trôi nhá. Dần trôi là của mình rồi, nó chỉ ta 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 đó, 7 nốt đầu tiên thì không được là giống, nhưng mà những cái câu sau phát triển thì nó lại không giống đó. Thì như Hà có chia sẻ rằng đúng như bản thân tâm nguyện của Hà là Hà rất mong muốn là mình đã hòa âm phối khí lại rồi thì mình cũng muốn là hát lại cho nó khác đi từ giai điệu, hay là mình có thể sửa nốt, nhưng mà mình tôn trọng cái sự sáng tác của Phúc Trường. Và Hà cũng tin tưởng rằng Phúc Trường là không phải là người mà cố tình là đi ăn cắp để mà mang vào cái bài hát của mình, nên mình tôn trọng, mình giữ lại những cái nốt giai điệu, những cái nốt melody của cái câu hát đó. Đó, chứ bản thân Hà rất muốn là mình đã làm nhạc mới rồi thì mình sẽ hát cho nó khác đi, bởi bản thân chúng tôi hát gì khác đi dễ lắm nha. Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cũng buồn khi người ta thay lòng, tin vào cả thế giới đến lúc em nhận ra bao câu hứa năm xưa tan vào mưa. Là khi mà chúng tôi đã feel lên rồi thì nó sẽ khác đó, nhưng mà bản thân cái những cái bài hát, những cái nốt của Phúc Trường nó quá giống so với câu intro đi đi, nên mọi người nghe kiểu gì thì kiểu vẫn cứ liên tưởng là cái bài đó. Thì đây là một trong những cái động thái mà ekip cũng như bản thân Hà muốn chỉnh sửa bài hát này cho nó khác đi, và đã làm hết mình rồi đó. Còn bây giờ mọi người có nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đã như là hết tận tâm cứu chữa cái bài hát này, chứ không phải là muốn chơi bừa ra mà muốn kệ nó để cho nó giống để ăn theo, hay là để muốn mọi người thích làm gì thì làm. Bài của mình có hay hay dở thì nó vẫn là của mình, chuyên bài hay nhưng mà nó mượn của người này một chút, mượn người kia một chút. Bản thân mình làm nghề mình cũng không khoái cái điều đó, không bao giờ khoái điều đó. Và bản thân Hà như lúc đầu tiên Hà đã chia sẻ là Hà làm nghề 19 năm không phải nổi tiếng duy nhất và hát duy nhất bài hát này, mà Hà còn nhiều làm nhiều những cái dự án, những cái bài hát khác, và Hà đã nổi tiếng bằng những bài hát khác chứ không phải là lợi dụng bài hát này để mà nổi tiếng đó. Chính vì thế nên là Hà cùng với ekip của Hà muốn làm những cái điều gì đó nó tốt nhất cho cái bài hát này và cho cái bản thân của mình, chứ không phải là muốn ồn ào. Còn khi mà đã muốn ồn ào thì Hà sẽ im lặng, muốn mọi người muốn suy diễn thế nào là suy diễn, chứ không như vậy mất công mất sức mất tiền mất bạc để thực hiện những cái buổi gặp gỡ như thế này, báo chí hay là để mà phân trần với cả mọi người, không việc gì phải làm, cứ im lặng, mọi người muốn suy diễn đâu thì suy diễn đó. Nhưng bản thân Hà thì không muốn cái điều đó, mà Hà muốn rằng là cái điều gì nó phải sáng tỏ, mình làm chưa đúng mình phải sửa, và mình nếu mình có làm sai thì mình phải nhận lỗi và mình chịu trách nhiệm với những cái gì mình đã làm ra. Mặc dù thưa tất cả các anh chị là bản thân Hà là người bị động, chủ động đấy là Phúc Trường, vừa sáng tác vừa hòa âm vừa phối khí vừa thu vừa mix master tất tần tật mọi thứ đó, thì cái này là mình là bị động và người trong cuộc, mình là cái người mà có thể nói là đầu tiên chịu những cái luồng dư luận chê trách của fan K-pop. Thì mình cũng nói là mình là cái người bị động thôi, nhưng mà mình cùng với ekip mình cũng có những cái động thái cũng như là có những cái phương pháp giải quyết để cho nó tốt nhất
chứ không phải là mình tự chây lý giải đó. Thật ra thì im lặng cũng bị chửi và nói lên cũng bị chửi, kiểu gì thì cũng sẽ bị lên án. Thế nhưng mà mình chọn cái phương pháp là phương pháp là đối mặt để mình giải quyết. Thật ra thì 1.000 người thì cũng sẽ có rất nhiều người ghét mình, 1.000 người yêu mình cũng có nhiều người ghét mình. Và ngay những cái thông tin ví dụ như là Quang Hà bị lừa nhà, cố tình đưa lên để làm xì căng đồ, thì nó cũng là những cái điều mà xảy ra rất bình thường. Khi mình đã làm ca sĩ, nghệ sĩ, đặc biệt là những người nổi tiếng, thì mình sẽ phải sống chung với những cái điều đó. Mình có làm hay không thì trời đất, trời biết, đất biết và mình biết. Thế và khi mà mọi người vỡ lẽ ra rằng là hóa ra nó không phải làm mà nó bị là người bị hại sau cái vụ mà bị lừa nhà đó, thì khi mà cái vụ lừa nhà em quay lại trở lại đấy thôi, thì cũng có nhiều người, ngay cả những cái người mà thân thiết cũng phải chắc là anh em nó làm đưa lên để tạo xe các đồ, chứ làm gì có cái chuyện mà gần 4 tỷ bạc mà không nhận đồng nào mà mang đi ra công chứng. Đấy là cái điều mà có thể mọi người sẽ phải có những cái ý nghĩ của họ. Đấy là việc quyền của họ được nghĩ, đó không mình làm hay không là mình biết. Và khi cái vụ việc vỡ lẽ ra là cái người mà lừa nhà em bị bắt, báo chí đưa lên, thì rõ ràng mình là cái người bị hại, thì không phải là mình cố tình đưa lên để tạo scandal. Vì nếu như mình tạo scandal lúc đó thì mình sẽ phải làm live show, phải làm bài hát để đi kèm theo cái vấn đề ồn ào đó. Đó. Còn ví dụ như cái lần này, nếu như em muốn cùng ekip muốn tạo cái hiệu ứng, trước tiên là bọn em sẽ không bao giờ dính dáng đến nhà tài trợ. Tại vì nhà tài trợ rất sợ những cái scandal bị ngược và cái phản ứng ngược đó. Và em cũng không dạy gì là dính dáng đến nhà tài trợ để mà cắt tất cả những cái tài trợ vần sau của em nữa. Vì tài trợ không phải chỉ tài trợ một MV, mà tài trợ hai MV và hai live show của em. Thế nên mà mình hỏi về góc độ, nếu như tạo scandal mà để mà làm xấu đi hình ảnh của bản thân mình, thì chắc chắn tất cả những nhà tài trợ họ sẽ không có đồng hành cùng mình nữa. Đó, thì không dạy gì mình nhảy vào cái vụ này. Và từ trước đến nay, 19 năm, nếu như mọi người đồng hành cùng với Hà, từ những anh chị nhà báo ngày xưa cho đến những bạn đồng nghiệp, thì thừa hiểu được rằng là tính của Hà như thế nào, chứ không phải là một người thích gây sốc, gây nổ. Và nếu như mà mình mà muốn cùng ekip của mình tạo ra một cái len để mà muốn làm sự ồn ào trong cái bài hát này, thì thưa với anh chị là em sẽ không có cái buổi ngày hôm nay. Em cứ im lặng, mọi người muốn suy nghĩ sao tùy mọi người, và như thế thì mọi người sẽ trúng kế của em. Còn nếu như em đã làm cái này ra rồi, thì rõ ràng là em muốn chứng minh rằng là bản thân Hà từ trước đến nay là không bao giờ muốn tạo những cái điều gì đó nó ồn ào, và không muốn những cái điều mà mình làm mà để cho mọi người phải phán xét và phải lên án. Chính vì thế nên là mới mở cái cuộc gặp gỡ nhỏ như thế này để mà giải bày. Chứ còn nếu như mà ekip của Hà hay là bản thân Hà muốn dựa gọi là cái cố tình tạo cái ồn ào này, thì rõ ràng là sẽ không có buổi ngày hôm nay. Và kệ mọi người, cứ im lặng thôi, ai yêu thì cứ yêu mà ai ghét thì cứ ghét. Đó là cái tạo đúng không? Còn nếu như bản thân và em cũng nghĩ rằng là mọi người chơi với nhau, hoặc là những người nào mà không biết Hà, mình không bao giờ mình có cái phải nhu cầu phải giải thích, nhưng mà những cái người mà đã chơi với mình rồi thì họ sẽ hiểu mình và họ sẽ biết rằng là mình là con người như thế nào. Và dính dáng đến vấn đề tài trợ, người ta bỏ tiền ra, người ta có quyền quyết định. Chứ bản thân em từ trước đến nay, mọi người nếu để ý nhá, tất cả các anh chị nhà báo đều ý là nếu trước đến nay là không bao giờ có Thiện Khiêm trong cái công ty của em, nhưng mà mới gần đây Thiện Khiêm mới bắt tay làm việc, và Thiện Khiêm cũng là cái người đối thay anh Cường đi nói chuyện với nhà tài trợ để mà lấy tiền làm MV, làm họp báo, tất cả mọi thứ, chứ không phải chứ không phải là do nhưng mà em chỉ định chính là nếu như mà Thiện Khiêm mà có dí ra vào cổ em bảo là làm cái len để ồn ào đi, thì chắc em cũng không làm, kể cả là anh Quang Cường luôn, chứ đừng nói là anh Khiêm
đó, nên là em thề luôn là em không hề biết luôn, và em còn trách móc Farley là tại sao em biết mà em không nói với bản thân anh mà em bị tái phúc phúc trường. Thì Farley nói rằng là lúc đấy anh họp báo rồi, em nói anh còn làm được gì nữa nha. Lúc đấy Farley là biết rồi nhưng mà Farley không nói. Và lúc cái buổi hôm họp báo đấy thì Farley với em lại không gặp được nhau vì lúc đấy em phải tiếp quá nhiều người. Khi họp báo ở dưới thì là vợ anh có anh là sẽ thấy nói bên kia cũng khoảng tầm 10 người nữa, nói là về đã ta nói là giống rồi. Anh mình có thông tin cho anh ngay là thường nó có một này thì giống lắm cường ạ. Thật đấy. Chính cái gì giống ngay lúc đó. Đấy là chị Cẩm Lệ cũng như thế mà đã hỏi em ngay trong cái buổi họp báo rằng là có giống Nhạc Hoa hay không mà chị nghe quen quen. Thì bản thân em bảo luôn, em chia sẻ luôn là bài hát này là Phúc Trường sáng tác.